30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay chính thức khánh thành thiên đường vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch và tâm linh. Siêu công viên chuyên đề đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, Sơn Tiên Amazing World, nằm trong quần thể sinh thái thuộc thành phố du lịch Sơn Tiên rộng 400 hecta, tọa lạc tại quốc lộ 51 Biên Hòa Đồng Nai, tam giác vàng kết nối ba thành phố lớn Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu. Điểm quy tụ hoàn hảo cho những sự kiện, lễ hội, vui chơi lý tưởng bậc nhất khu vực miền Nam với sức chứa lên đến 300.000 du khách. Sơn Tiên Amazing World xuất hiện choáng ngợp với 6 kỷ lục được xác lập. Khu du lịch có đường Giang Thanh Rồng Thiên Lộ dài nhất Việt Nam. Khu du lịch có cầu đi bộ trên không dài nhất Việt Nam. Khu du lịch có tượng cá chép hóa rồng lớn nhất Việt Nam. Khu du lịch có công trình Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngự Đỉnh Long Quy Điền lớn nhất Việt Nam. Khu du lịch có nhiều hệ thống hồ cảnh quan, hồ chuyên đề lớn nhất Việt Nam. Khu du lịch có hệ thống mái che lớn nhất Việt Nam. Trải nghiệm chuyến xe lửa du hành trên cung đường Sơn Tiên Giang Thanh Rồng Thiên Lộ với 11 trạm chuyên đề, bao gồm 3 điểm du lịch tâm linh, miếu bà chú xứ, miếu thủy thần, đền thờ ngũ hành thánh mẫu nương nương. Hệ thống hồ tự nhiên và hồ chủ đề với diện tích lớn nhất Việt Nam, Lục Bảo Lạc Cảnh Hồ, Hồ Cát Tiên Quá Hải Hội, Hồ Quy Long Thủy Tụ Viên, Lưu Ly Ngọc Bảo Hồ, Phúc Lộc Mai Trương Giang Hồ. 7 cụm trò chơi với khu trò chơi trong nhà rộng 42.000 m², rừng rậm nhiệt đới Amazing Amazon, khu vực sông nước Đông Nam Bộ cùng các trò chơi trên hồ đa dạng, độc đáo, khám phá nét đẹp văn hóa Thái Lan, vườn cây ăn trái nhiệt đới và những công trình kỳ quan kỷ lục. Thử thách tour xe địa hình trong rừng nguyên sinh lần đầu tiên có mặt tại Đồng Nai dành cho cả trẻ em và người lớn với những cung đường đầy cam go giữa mảng xanh nguyên sinh tuyệt đẹp. Tham gia trò chơi thực tế ảo VR World trong nhà lớn nhất Việt Nam, thế giới của những cảm động chân thật không chỉ qua thị giác, xúc giác mà cả khứu giác và hơn thế nữa. Trải nghiệm thông dong cùng các trò chơi trên mặt hồ, ngắm hoàng hôn buông đầy lãng mạn và tận hưởng những phút giây thật yên bình, ngao du thuyền hồng hạc, chèo kayak, cano điện, thưởng thức ẩm thực ngay trên mặt hồ duy nhất tại Sơn Tiên, lạc vào miền sông nước, nơi văn hóa, ẩm thực và những trò chơi dân gian đậm chất miền Tây, tham quan và thưởng thức trái cây ngay tại vườn, vui chơi cùng những trò chơi trên sông đầy thú vị, thưởng thức ẩm thực đa dạng tại hơn 10 cụm nhà hàng, không gian tuyệt mỹ cùng những dư vị cầu kỳ, vừa sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên. Nhà hàng view hồ thoáng đãng, nhà hàng sông nước Đông Nam Bộ với nhiều khu viên ẩm thực độc đáo khác. Nổi bật nhân dịp đại lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, siêu công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing World sẽ chính thức khai trương cùng chuỗi thức ăn tinh thần đầy hấp dẫn. Chuỗi sự kiện, lễ hội rực rỡ sắc màu, hoành tráng, đầu tư quy mô, quy tụ từ 250.000 đến 300.000 du khách một ngày, hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa lễ đáng nhớ và ấn tượng nhất Việt Nam năm nay. Sơn Tiên Amazing World, một điểm đến và trải nghiệm tỷ tỷ niềm vui. Thành phố du lịch Sơn Tiên, thành phố du lịch trong thành phố.